Đức Thánh Cha tái kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Sau khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 2, 2022, một lần nữa Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Cari fratelli e sorelle. Ngày 2 tháng 3, thứ tư lễ tro, ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Nói về bi kịch chiến tranh đang xảy ra trong những ngày gần đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa một cách tha thiết hơn và Ngài nhắc lại lời kêu gọi ăn chay cầu nguyện. Vì lý do này, tôi xin tái mời gọi tất cả mọi người hãy thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay vì hòa bình ở Ukraine vào ngày 2 tháng 3, thứ tư lễ tro, một ngày để gần gũi với những đau khổ của người dân Ukraine, để chúng ta cảm nhận tất cả là anh chị em, và cầu xin Chúa cho chiến tranh kết thúc. Kẻ gây ra chiến tranh là người quên nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lên án những kẻ gây ra chiến tranh. Ngài nói rằng họ là người quên đi nhân loại. Họ không bắt đầu từ người dân, không nhìn vào cuộc sống cụ thể của người dân, nhưng đặt quyền lực và lợi ích lên tất cả. Họ tin tưởng vào thứ logic ác độc và gian trá của vũ khí là điều rất xa với ý muốn của Thiên Chúa. Họ xa cách với dân chúng, những người muốn hòa bình, và trong mọi cuộc xung đột, những người dân thường là nạn nhân thực sự, những người phải trả giá cho sự điên cuồng của chiến tranh trên chính làn da của họ. Nghĩ đến những người già, những người đang tìm kiếm nơi trú ẩn trong những giờ phút này, những bà mẹ chạy trốn cùng con cái của họ, Đức Thánh Cha kêu gọi khẩn cấp mở hành lang nhân đạo cho họ. Họ là những người anh chị em, những người cần phải được đón tiếp. Đừng quên chiến tranh ở các nơi khác. Và một lần nữa, Đức Thánh Cha tha thiết đưa ra lời kêu gọi với trái tim tan nát về những gì xảy ra ở Ukraine. Và chúng ta đừng quên những cuộc chiến ở những nơi khác trên thế giới, chẳng hạn như Yemen, Syria, Ethiopia. Tôi xin lặp lại, hãy ngưng tiếng vũ khí. Ngài nói thêm, Thiên Chúa ở bên những người kiến tạo hòa bình, không ở bên những người sử dụng bạo lực. Đức Thánh Cha kết thúc với lời trưng dẫn hiến pháp Ý, bởi vì những người yêu chuộng hòa bình, từ chối chiến tranh, như một công cụ xúc phạm quyền tự do của các dân tộc khác và như một phương tiện giải quyết các tranh chấp quốc tế. Những lá cờ của nhiều người Ukraine tại quảng trường Thánh Phêrô đã vẫy chào và cảm ơn, và Đức Thánh Cha đã chào bằng ngôn ngữ của họ. Chúc tụng Chúa Giêsu Kitô. Tante bandiere dell'Ucraina. Slava Gesù Cristo. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.